nó sẽ là những món ăn tuyệt vời cho các anh chị. Có những món ăn chúng ta chỉ cần nếm là thức rồi, có những món ăn chúng ta ăn gọi là ăn đi ăn lại. Thì đây là những cuốn sách mà thầy Tư Nhật đã đọc và đã sàng lọc cho các anh chị, để các anh chị hãy cho nã bộ các anh chị ăn. What you feed your mind thì you become it. Bạn cho não bộ bạn ăn gì là bạn sẽ trở thành đó. Sách là người thầy. Jack Ma, ông có nói điều này. Có hai người, một người tốt nghiệp tại Harvard ra, và khi học tốt nghiệp Harvard ra không đọc cuốn sách nào, bởi vì tự hào về mình là học Harvard. Những người thứ hai không học Harvard nhưng đọc 100 cuốn sách một năm về lĩnh vực của họ, ông ấy sẽ chọn người thứ hai. Theo thống kê, người Do Thái là người giàu có nhất hành tinh này, làm kinh tế giỏi nhất hành tinh này. 18 tỷ phú giàu có nhất trên hành tinh này, trên 50 tỷ phú là người Do Thái. Mark Zuckerberg, Warren Buffett, George Soros, Abramovich, Jeff Bezos và rất nhiều những người khác mà tôi không kể tên được đều là những người Do Thái. Henry Ford, Rockefeller. Người Do Thái đọc 65 cuốn sách bình quân trung một năm. Người Do Thái. Còn người châu Âu, rất nhiều phát minh được phát ra và nơi đấy là nơi thịnh vượng. Mà người châu Âu và phương Tây đọc khoảng tầm hơn 50 cuốn sách trên một năm. Còn người Nhật Bản, người Hàn Quốc, hai đất nước châu Á là top 10 nền kinh tế là đọc khoảng hơn 40 cuốn sách một năm. Người Việt Nam chúng ta, theo thống kê, tôi không biết đúng sai ra sao, nhưng mà nó có thể du di nhưng mà nó không xa sau đấy, là 0,5 đến 0,8 cuốn sách một năm. Thế thì tuy nhiên đấy là gọi là bình quân chung. Nhưng những người thành công, ví dụ như anh Phạm Nhật Vượng, hay là anh trai tôi là ông Năm, hay là anh Đặng Lê Nguyên Vũ, và rất nhiều những người thành công, thì sách là người thầy. Sách là gì các bạn? Sách là người thầy. Và đặc biệt những người thầy, người ta đã thành công rồi, người ta viết ra cuốn sách, hoặc người ta đã thành công, người khác lại viết về người ta. Cho nên họ sẽ viết những các cái câu chuyện thành công, và không gì bằng là gì? Modeling. Modeling là bắt chiếc. Là gì các bạn? Là bắt chiếc. Nếu bạn muốn lên đỉnh núi Everest, đỉnh núi Everest là đỉnh núi cao 9.000m, cao nhất thế giới này. Nếu bạn muốn lên nóc nhà thế giới, thì bạn đừng hỏi những người ở chân núi là anh ấy làm thế nào để trèo lên trên kia. Mà phải hỏi ai? Phải hỏi người ta đi rồi, người ta thành công rồi. Người ta chỉ cho bạn biết là đi hết bao nhiêu thời gian, và bạn phải chuẩn bị hành trang như nào, và đi như thế bạn phải cẩn thận cái gì, và tránh những rủi ro như nào, thậm chí có thể mất mạng đấy. Yes. Thế nên là hãy đến với những người thành công, và đó là những người thầy để rút ngắn thời gian cho bạn, sẽ rút ngắn thời gian cho bạn và truyền cảm hứng cho bạn. Và tuyệt vời, tôi nói thật các anh chị là cái cuốn sách này này, 7 thói quen những người thành đạt của Stephen Covey này, là đã thay đổi cuộc đời tôi. 25 năm về trước tôi đọc cuốn sách này, và tôi đã giới thiệu cho các học trò tôi. Tôi đã giới thiệu cho không biết bao nhiêu người. Và cuốn sách này là cuốn sách các bạn nên gối đầu giường. Nó hơn 40 triệu bản trên thế giới. Nó chỉ đứng sau Kinh Thánh. Tức là số lượng bán là đứng sau Kinh Thánh. The best seller ever. Nếu bạn muốn làm doanh nghiệp, là cuốn sách này. Là cuốn sách gọi là không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Tuyệt vời. Và cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu của ông Napoleon Hill, hay là Người Giàu Có Nhất Thành Babylon, cực kỳ tuyệt vời các bạn. Rồi nếu như mà các bạn muốn thịnh vượng và hạnh phúc, 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc của Jim Rohn, là thầy của Tony Robbins. Ông này càng đọc càng hay, bạn phải đọc nấu đọc miến. Còn nếu như mà trong trường mà bạn muốn để xây dựng đế chế kinh doanh bền vững và trường tồn, bộ ba cuốn sách này mà anh Phạm Nhật Vượng yêu cầu tất cả các lãnh đạo của tập đoàn đều phải đọc và phải gọi là nghiệm thu. Vĩ đại nhờ sự lựa chọn, từ tốt đến vĩ đại, xây dựng để trường tồn, Jim Collins, các anh chị. Và tôi đọc, và tôi đọc đi đọc lại. Thế rồi, các bạn cũng nhớ là bộ ba cuốn sách của người thầy vĩ đại của thế giới là thầy Blair Singer, Những Chú Chó Bán Hàng, The Best Seller, Xây Dựng Đội Nhóm Kinh Doanh Thành Công và Làm Chủ Giọng Nói Nhiều. Đó là những cái cuốn sách tuyệt vời. Và Cha Giàu Cha Nghèo tôi đã giới thiệu với các bạn rồi, đúng không? Thế còn đây là sách của ông nào đây? Đây là ba bộ sách của doanh nhân tiến sĩ Tô Nhật là tôi. Thì tôi viết ba cái này để chia sẻ về cái trải nghiệm thực chiến của tôi, là để chúng tôi xây dựng một cái doanh nghiệp từ doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp dưới 40 lao động,
Và trong vòng 15 năm qua, chúng tôi đã xây dựng thành một tập đoàn quốc gia, là bây giờ hơn 30.000 thành viên, gần 5.000 lao động. Và tôi chia sẻ rất thói quen nhà lãnh đạo để các bạn có thể trở thành lãnh đạo đội nhóm như thế nào, dẫn dắt đội nhóm kinh doanh làm sao. Thế còn nếu mà bạn muốn kiếm tiền, bậc thầy bán hàng đột phá, bạn sẽ có được những các cái kinh nghiệm để bạn có những ý tưởng cho kinh doanh của mình. Okay.